trong hiệp 1, Ả Rập Xê Út chơi bóng tương đối tự tin nhưng họ vẫn thiếu những pha bóng mang tính chất quyết định. Chân trái! Vào! Ả Rập Xê Út vừa làm tung lưới khung thành của Argentina. Niềm vui vỡ hòa với đại diện từ châu Á. Pha ghi bàn của Saleh Ansari. Tỷ số bây giờ là 1-1. Và đây có thể nói là một bàn thắng lịch sử mang đến cảm xúc vỡ hòa dành cho cổ động viên và chính chủ nhân của bàn thắng Ansari. Chúng ta cùng xem lại diễn biến của tình huống dẫn đến bàn thắng cơ hòa 1-1 của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Nếu không phải là màu xanh lá cây thì cứ ngỡ rằng đó phải là một pha đi bóng vào dứt điểm của Messi. Chân trái chéo góc và tất cả đều hoàn hảo trong bàn thắng này của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Đó là khi hàng phòng ngự của Argentina đã bị kéo giãn ra và họ thực sự đã bàng hoàng với tình huống xử lý xứng đáng nhận điểm 10 này của Saleh Ansari. Pha xử lý quá hay, tốc độ, sự quyết đoán và kỹ thuật tuyệt vời. Trận đấu nguy hiểm quá. Sút đây. Ả Rập Xê Út đang chơi những phút giây hay nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Hai bước giây cho Ả Rập Xê Út và đó là Dosari. Không lẽ nào những phẩm chất của Messi, của Di Maria lại đang xuất hiện ở đôi chân, ở tinh thần, ở khí phách? Từ những gì chúng ta thấy, nó chuyển sang các cầu thủ Ả Rập Xê Út rồi sao? Thật là khó tin. Huấn luyện viên Lionel Scaloni mang một vẻ mặt biểu cảm. Phải chăng có một cây đèn thần nào vừa xuất hiện, có một vị thần nào đó vừa xuất hiện để mang đến ước mơ thành hiện thực cho cổ động viên của đội tuyển Ả Rập Xê Út? Nó bàng hoàng, nó ngỡ ngàng với những điều yêu Argentina và nó vỡ hòa và thật là khó tin với các cổ động viên của Ả Rập Xê Út. Một bàn thắng đúng là đẹp như mơ. Chúng ta cùng theo dõi lại khoảnh khắc mà người mang băng đội trưởng của Ả Rập Xê Út xử lý bóng và sau đó là cú đá này, một đường cong tuyệt vời. Những phút giây sử thi và mang đậm chất cổ tích của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Bàn thắng ngoạn mục, mang đầy đủ vẻ đẹp của một vận động viên thể thao. Và pha banh người này của Emiliano Martinez cũng chỉ